Sáng 18 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đến dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đã đọc lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Theo đó, trong những ngày qua, cơn bão số 3 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh thành phía Bắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, cùng hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận và tri ân những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai ủng hộ nhân dân các tỉnh thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phối hợp tiếp nhận kinh phí, vật chất từ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ. Đồng thời, thông tin công khai, minh bạch kết quả tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn ủng hộ. Tại lễ tiếp nhận, 64 doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 41,3 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt. Thì chúng tôi đã đi trước 4,2 tỷ, hôm nay chúng tôi cũng dành một phần nhỏ hơn 1 tỷ để đồng hành với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai cũng như các doanh nghiệp. Thì hy vọng cái số tiền kêu góp này cũng là một cái trách nhiệm của doanh nghiệp, cũng là đặc biệt là nhà nước sự quan tâm gửi đến các bác. Thì sự chung tay góp sức đồng bào các bác để hỗ trợ cho họ được vượt qua cái khó khăn, giảm bớt cái tổn thương và cái mức mất quả lệnh của đồng bào các bác. Khi đầu tư vào Việt Nam, GIUAPEC không chỉ đóng góp về công nghiệp, kinh tế, mà còn mong muốn đóng góp cho xã hội. Và khi bão lũ xảy ra ở khu vực phía Bắc, chúng tôi cũng muốn thể hiện một phần trách nhiệm của công ty để san sẻ khó khăn do thiên tai gây ra. Dự kiến thời gian tiếp nhận ủng hộ sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 30 tháng 10. Việc ủng hộ có thể diễn ra theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp.